và nhìn kiểu chơi của nó khá là giống với cả cái kiểu, à đúng rồi, nó giống với cả cái tựa game Kingdom ấy. Các bạn nhớ tựa game Kingdom mà trước đây mình giới thiệu các bạn không? Kingdom Deadly Visery hay cái gì đó ấy. Cũng kiểu góc nhìn thứ nhất mà cầm kiếm như này, đánh giống như vậy. Nhìn cái đồ họa, cái gameplay của nó thì nó hơi toang một tí khi mà chúng ta sử dụng bàn phím với cả chuột để chơi. Nhưng mà từ cái góc nhìn thứ nhất nhìn ra thì nó khá giống với cả thực tế các bạn. Nó sẽ đem chúng ta khá nhiều trải nghiệm hấp dẫn đấy. Đây mọi người, đây chính là giao diện của Mod House. Ở đây Combat Tutorial Complete and Earn One Time Reward. Ở đây nó sẽ cho chúng ta một cái phần hướng dẫn. Và nếu chúng ta hoàn thành thì chúng ta sẽ được 2500 vàng. Nhưng mà trước đó thì cứ setting đã, đúng không nào? Góc bên phải trên màn hình, ngôn ngữ tiếng Anh, Go, Full Go. Full Go, Full Go là cái chế độ có thể nói là bạo lực nhất nhé các bạn. Nó sẽ hiện máu me rồi các thứ. Nói chung là nó rất thực. Các bạn sẽ chơi, các bạn sẽ cảm thấy nó khá thực tế. Đó là về phần hiển thị. Mouse Smooth, Ragdoll Limit, No Time Color On Gear. Cái game này thực ra nó là một cái game thể loại co-op chơi online thì nó mới thú vị hấp dẫn, khi mà các bạn có thể trực tiếp so tài với cả những player khác. Còn trong cái bản game Crack này thì mình không biết là nó sẽ chơi như thế nào. Thật sự mình cũng khá là tò mò. Còn những cái khác các bạn có thể mặc định được, nó sẽ tự động setting cho chúng ta. Mình sử dụng càng 1050 Ti và nó đã tự động đẩy hết ông trà các bạn. Sao cái này lại medium? Cười nhỉ. Mạnh thì mạnh hết luôn đi này con. Apply phát. Rồi. Audio, âm nhạc mặc định nhá. Control. K. Control bắt đấy. À, control là điện tử tay bấm. K binding là bên phần. Ui. Ồ. Nhiều nút thế nhỉ? Sao vãi trưởng vậy? Các bạn có thể thay đổi nút đó, tùy thích nhá. Và mình sẽ để mặc định thôi, nhiều nút quá. Cái này mới chơi thế nào đây? Cái này cái gì? Play menu, armor. Ê. Giáp càng xịn thì nó càng nặng các bạn ạ. Chạy càng chậm. Còn bên này là thiết kế nhân vật à hay gì đấy? Béo này, gầy này, super gầy này. Sao để mặc định đi nhỉ? Chết rồi. Kiểu tóc. Ui, kiểu này chất lượng nha. Ấy. Kiểu này là kiểu đầu của Kappa. Kappa Nhật Bản. Đến lông mày nào, để kiểu lông rậm rậm ấy nha. Nhìn cho nó hoành tráng. Phây. Ui. Ê, ui bất. Ôi, phách đi. Tuổi. Ô, điều chỉnh được tuổi này. Thay đổi màu tóc và một vài yếu tố trên khuôn mặt khiến cho khuôn mặt chúng ta nhìn già hơn. Và chúng ta để trẻ nó sẽ như cũ. Giọng nói. À, reset phase. Đây, ấn vào đây là nó sẽ reset như ban đầu. Được rồi, có gì nữa không nhỉ? Play menu. Hit head. Đây là các cái chỉ số thống kê của chúng ta để có thể lên được level các bạn ạ. Home. Welcome home. Ở đây thì có phần đó là local map đấy các bạn. Cái này cái phần map making ấy là chúng ta phải chơi online. Chơi online thì không được rồi. Search ấn thế nào cũng không được cả các bạn ạ. Server browser cũng vậy cả. Cái này có thể chơi ở mạng LAN à. Thế thì chúng ta sẽ thử local map. Tạo map nhé các bạn. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6 map này. Mình sẽ chọn map game này nhé. Sau đó thì chọn chế độ chơi. Skirit, Hodor, Fortnite, Team, Deathmatch nào. Sau đó start đi các. Tôi sẽ vào và chơi thử xem có chơi được với PC không. À chơi được với máy không. Hay là bắt buộc chơi online mà có người. Hy vọng là sẽ có máy để chơi cùng. Bản này bản crack không có online nhé các bạn. Chúng ta có thử thế nào thì cũng chịu thôi. Không thể nào kết nối online được. Có cái LAN ấy, nếu các bạn có hai máy cùng kết nối mạng LAN ấy thì các bạn hãy thử tạo map, sau đó thì ấn vào phần phần browser server ấy, xem có kết nối được mạng LAN không nhá. John the Math. Rồi, chọn lại phần lúc nãy à? Mình vẫn chọn phong cách này đi. Play. Map sẽ bắt đầu trong 7, 8, 5, 6, 1. Ất sao trông chả có ai nhỉ? Map start. Được rồi, trận chiến bắt đầu.
Và chả có ai cả các bạn ạ. Ôi ôi ôi. Lại bắt một chơi có à. Bắt mình tạo rồi không biết mạng lan có vào đâu nhỉ. Ở đây chẳng có ai cả các bạn ạ. Map rộng phết đi chứ. Ê, có mấy cái xác kìa. Xuống chém xác chơi vậy. Không chém được rồi. Đi xa quá rồi, đi xa quá rồi. Ăn bách, ăn bách, ăn bách, ăn bách. Được rồi, tắt game nào. Có vẻ như là không chơi được rồi. Quit game à? Quit to me menu. Đây này, cái phần LAN server này. Hai người chơi hai máy cùng kết nối mạng LAN có lẽ sẽ vào được. Đây, quay lại với cả main menu. Ở đây thì các bạn ấn vào file nhá. Đây cái phần server bro à. Ở đây có cái phần LAN này. Mình nghĩ là sau khi mà tạo game ra rồi thì nó sẽ hiện ra cái server ở đây. Và nếu mà các bạn có hai máy tính và kết nối mạng LAN ấy, thì nó sẽ hiện ra đây và các bạn có thể zone vào được nhá. Còn cái này có lẽ không có chế độ chơi với máy thôi các bạn ạ. Deathmatch, team deathmatch, team deathmatch có nhỉ. À bot này, chỉnh bot là quên mất nhỉ. Ấy sao mình không chỉnh bot ở đây nhỉ. Kéo cái thanh này lên cho các bạn, là hiện thêm số bot đấy. Bot count này. Còn tầm 40 bot nhá. Đó, start map. Cho lại phần game nữa các bạn. Ồ, nãy cứ mãi chăm chăm vào game mà quên mất không để ý phần setting. Zone the map, không ai zone the map cả. Thả đi. À, chọn chỗ hồi sinh à. Ôi à. Đang đánh mà sao rồi. Làm sao để zone map đây. Bot đánh nhau rồi các bạn ơi. Sao mình lại có lấy. What the heck. Mình không ấn zone the map cho nên là nó bị làm sao vậy. Green gun. Ấn lên. Play. Cái này chỉ là spec thôi các bạn ạ. Ôi khó chịu nha. Local map. Lại nào. Được rồi. Bot các bạn. Chiến thôi. Chiến trường của chúng ta rồi. Chết rồi. Xin tên vậy. Trên tem B chú not out. Play. Cái này là chế độ deathmatch cho nên hồi sinh liên tục các bạn ạ. Lại nào. Mình sẽ là người có nhiều kill nhất trong trận chiến này. Let's go. Ây ơ. Nó đánh khỏe vậy. What the heck. Ây ạ. Ơ. Rồi. Breast gun. Play. Đâu rồi, tụi bay đâu? Các bạn có thể ấn nút P nhá để chuyển vào góc nhìn thứ nhất như thế này. Hoặc là P vẫn nữa chuyển vào góc nhìn thứ ba như thế này. Thế nào. Đó là bắn cung mình nhá. Đó là bắn trộm mình các bạn. À nó kia. Bắn trộm anh à? Rồi, anh ra chơi với mày. Nó lại nào nó lại quá. Rồi, lại nào, lại một thằng tâm diều. Ngon. Yên hồi, yên hồi, yên hồi. À, xuống đây. Defense. Thua rồi à? Ui, bọn nó được tận ba mấy kill luôn kìa. Vãi trưởng vậy. Cái game này chơi khó nhỉ, cái cơ chế va chạm của nó như thế nào mình không hiểu lắm nữa. Thế được rồi, đó là một phần gameplay của tựa game Mohawk. Các bạn có thể tải tựa game này về để chơi cùng bạn bè thông qua mạng LAN rồi nhá. Chúc các bạn đã thành công và chơi vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Headshot. Thằng kia chạy như BD vậy, what the heck. À, cung tên của nó kìa. Uh-huh.
Give me a break, give me a break.